Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tư vấn sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Sau đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc tủ lạnh có đầy đủ các chức năng. Đó chính là tủ lạnh Toshiba Inverter 493 lít GRRS 637WE. Tủ được thiết kế rất sang trọng với gam màu xám, hai cửa side by side. Với dung tích lên đến 493 lít, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm cho gia đình 4 đến 5 người. Bảng điều khiển cảm ứng từ bên ngoài cửa tủ giúp bạn dễ dàng thay đổi nhiệt độ. Sở hữu công nghệ inverter tiết kiệm điện, đồng thời máy lén inverter giúp vận hành êm ái không gây tiếng ồn. Với luồng khí lạnh đa chiều phân bổ ở mọi ngóc ngách bên trong tủ, đảm bảo thực phẩm được làm lạnh toàn diện, kéo dài thời gian sử dụng và không có hiện tượng bị đóng tuyết. Hơn thế nữa, tủ còn được trang thiết bị hệ thống làm đá tự động 3-trong-1, cho phép bạn lấy nước lạnh, đá viên, đá xay ngay tức thì mà không cần mở tủ ra. Đặc biệt, hộp đựng nước làm bằng chất liệu an toàn và ống nước không chứa chì, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho gia đình bạn. Vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn một chiếc tủ lạnh có tên model GRRS 637WE và hiện chiếc tủ này đang được bày bán tại siêu thị điện máy HC. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.